Hi, xin chào các bạn. Những ngày cận Tết sắp đến rồi. Chúc cho các bạn một năm mới thật vui vẻ, thêm tuổi mới, làm ăn phát đạt và học hành thật chăm chỉ. Đặc biệt là có thể nhận thêm nhiều tiền lì xì để bao gái đi ăn cà lem. Vâng, ngày hôm nay mình xin mang cho các bạn tới một nội dung giải trí thật là ly kỳ và hấp dẫn. Đó là sự tiến hóa vĩ đại của loài cá sấu khổng lồ. Như chúng ta đã biết, tất cả các loài sinh vật bay trên không hoặc là đi trên cạn đều có nguồn gốc tổ tiên tiến hóa từ các loài dưới nước. Và tất nhiên, loài cá sấu cũng vậy. Bọn chúng xuất phát từ những sinh vật là những con cá có hàm răng rất là sắc bén và cơ miệng vô cùng to lớn. Ngày hôm nay tôi sẽ hóa thân thành một con cá tiền cổ, cũng là ông tổ cố ngoại của loài cá sấu sau này. Hiện tại hình dạng của tôi vô cùng bé, tôi chỉ có thể bú sữa mẹ mà thôi. Nhưng khổ nổi, mẹ của tôi cũng không biết là cái con cá nào nữa. Chắc có lẽ để tôi ra rồi lại chạy theo ông hàng xóm đi chơi mất tiêu rồi. Oh my god, wow. Hiện tại bởi vì kích thước và hàm cơ miệng của tôi chưa khỏe, tôi chỉ là một con cá con mà thôi. Tôi không thể nào tấn công hoặc là ăn thịt, hút máu sinh vật khác được. Do vậy tôi sẽ ăn những cái phù du, những cái bánh vô cùng li ti, nhỏ bé ở dưới đáy lòng sông này. Cứ như thế, một khoảng thời gian dài trôi qua, tôi đã lượm được rất là nhiều phù du, rất nhiều bánh, cho vào bụng. Hệ tiêu hóa của tôi cũng hấp thụ dinh dưỡng và nó cũng giúp cơ thể của tôi phát triển ngay càng to ra, cho đến khi tôi trưởng thành. Cơ thể tôi lớn hơn nhiều. Nhưng mà thật kỳ lạ, tâm sinh lý của tôi đã phát triển một cách không bình thường. Mặc dù tôi có một ngoại hình vô cùng dữ tợn, đặc biệt là cái hàm răng của tôi trở nên sắc bén, có thể cắn một phát, đứt luôn tại chỗ. Tuy nhiên, tâm sinh lý của tôi phát triển một cách không bình thường. Tôi là một con cá đực, nhưng mà tôi không có thích cá cái. Tôi lại đi yêu những con cá đực khác. Ôi trời đất quỷ thần ơi, chuyện gì xảy ra với tâm sinh lý tôi như thế này? Chắc có lẽ ông trời đang trêu đùa tôi. Sinh ra tôi cơ thể là một con cá đực, nhưng mà lại cho tâm hồn tôi là một con cá cái. Thiệt là đau khổ quá đi. Nhưng mà tôi cần phải sống, tôi cần phải ăn, tôi cần phải trưởng thành. Và đặc biệt sau này phải trở nên giàu có để có thể đi Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ. Lúc này tôi ngó xung quanh môi trường sống của mình, thấy rất là nhiều sinh vật khác bơi tứ lung tung, trong đó có loài đĩa. Lũ đĩa này rất là to, rất là bự và bọn chúng rất là ngu, cứ cắm cái đầu xuống dưới đất không à. Thế là tôi cũng bay tới và cắn vào bụng của bọn chúng để hút máu, ăn thịt của bọn chúng. Thứ thịt của bọn chúng vô cùng ngon, vô cùng ngọt. Và đặc biệt, chất nhớt, chất nhờn của bọn chúng dưỡng lên da thì giúp da căng bóng, sạch mụn và vô cùng quyến rũ. Thế là tôi cũng ghiền ăn thứ thức ăn này. Cứ ăn mãi, nhai ngấu nghiến. Một con, rồi tới hai con, rồi tới hàng chục con. Tôi cũng đã ăn no. Đột nhiên lúc này tôi ngửi thấy mùi của cá đực. Ôi trời đất ơi, không biết có anh đẹp trai nào đi ngang đây mà xịt dầu thơm thơm quá à. Tôi cũng nhanh chóng lục tìm và đi kiếm con cá đực đó. Bơi tứ tung một hồi, tôi cũng đã phát hiện được một sinh vật cá cùng chung giống loài với mình. Và đó là một con cá trai thẳng, vô cùng đẹp trai. Nhưng mà nó lại nói với tôi: "Biến đi cái đồ bóng bóng bang bang kia, tao chỉ thích cá cái xinh đẹp thôi. Mày lại gần, tao cắn cho mày chết bây giờ." Hả? Sao lại đối xử với một con cá BD tội nghiệp như tôi như vậy chứ? Không được, không được. Tôi phải mạnh mẽ hơn. Tôi phải trở thành một loài nào đó cực kỳ đẹp mà tất cả các sinh vật đực đều muốn thèm khát tôi. Thế là tôi cũng quyết tâm tiếp tục ăn những con cá khác loài để lấy nguồn dinh dưỡng, thực phẩm từ bọn chúng, hấp thụ và phát triển cơ thể của mình. Hồng muốn chuyển sang một giống loài khác đẹp hơn, tỏ ra mùi thơm quyến rũ. Như những gì tôi mong muốn thì cuối cùng cơ thể của tôi cũng đã phát triển sang một hình dạng khác. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi, người của tôi cũng đã trở thành một động vật có vú dưới nước rồi, động vật cấp cao hơn. Nhưng mà tôi vẫn không thể nào hết mê trai và người của tôi chảy toàn máu BD không mà. Tuy nhiên cái hàm răng của tôi phát triển nhất, nó trở nên vô cùng sắc nhọn và dần dần rất là giống loài cá sấu sau này. Tôi lại tiếp tục công cuộc đi săn của mình. Và dường như lúc này môi trường khí hậu bắt đầu biến đổi, băng bắt đầu tan, mực nước từ sông cũng đã dâng lên, dần 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 thành một cái hồ lớn.
và xuất hiện rất là nhiều sinh vật trông rất là đa dạng. Kia kìa, trước mắt của tôi xuất hiện rất là nhiều rùa nước. Quá đói bụng, tôi cũng nhanh chóng táp vào bọn chúng. Nhưng mà thật không ngờ, thịt của lũ rùa nước này rất ngon, rất ngọt. Và đặc biệt, trong thịt của bọn chúng sẽ khiến cho cơ thể của tôi càng ngày càng sinh nhiều hormone của cá nữ. Vậy thì tôi phải cố gắng ăn thật nhiều để cho người của tôi toàn là hormone của cá cái mà thôi. Tôi muốn biến thành một con cá cái thật sự. Tôi muốn lấy chồng, tôi muốn đẻ con. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà... Sau một hồi cố gắng, quyết tâm, tôi cũng ăn được rất là nhiều rùa nước. Và cơ thể của tôi lại tiếp tục lớn ra, lại tiếp tục thay đổi hình dạng. Bắt đầu những cái vây của tôi thu ngắn lại, xuất hiện những cái bàn chân. Mõm của tôi dài ra và tôi lại xuất hiện cái đuôi giống như loài lưỡng cư trên cạn vậy. Vậy là cuối cùng tôi cũng chính thức trở thành loài cá sấu cổ đại rồi các bạn à. Nhìn có vẻ rất là giống như là con tắc ké vậy. Tuy nhiên khác với loại tắc ké là tôi có cơ thể rất lớn và có khả năng lặn bơi dưới nước. Tôi lại tiếp tục công cuộc săn mồi của mình. Nhưng mà khoan, một cái vấn đề quan trọng đó chính là giới tính của tôi. Để tôi nhìn xuống dưới xem cái bộ phận duy trì nòi giống của mình là đực hay cái. Ôi trời đất quỷ thần ơi, thật là buồn quá đi. Sau bao nhiêu năm cố gắng tiến hóa mà bây giờ cái bộ phận nòi giống của tôi vẫn là đực là sao hả trời. Thôi tôi phải đành chấp nhận sự thật như vậy và tiếp tục cố gắng ăn để sống. Lúc này tôi đã tiến thẳng vào vùng nước rất là sâu. Nơi đây chắc chắn sẽ xuất hiện rất là nhiều thủy quái. Đột nhiên tôi bắt gặp được một con cá mập rất lớn, rất to. Nó nhìn thấy tôi và nó cũng lao tới, cắn một phát khiến tôi chết ngay tại chỗ. Nhưng mà không sao, đây là trò chơi, chúng ta có thể hồi sinh lại được. Thế là tôi cũng đã sống lại, nhưng lại xuất hiện ở một vùng biển rất xa nơi tôi đã chết. Tại vùng biển này lại mở ra cho tôi một thế giới thức ăn hoàn toàn khác. Nơi đây xuất hiện những con khủng long nước tiền cổ. Thế là lợi dụng hàm răng sắc bén và cơ thể vô cùng khỏe mạnh, nhưng có điều toàn máu bê đê không à, tôi cũng tiến lên cắn xé và nuốt thịt bọn chúng. Một khoảng thời gian sau, tồn tại ở cái vùng biển này khá lâu, tôi cũng đã ăn được rất là nhiều thịt của sinh vật khác. Người của tôi cũng bắt đầu to hơn, lớn ra và một lần nữa lại tiến hóa. Hy vọng lần này tôi sẽ đạt được cái sức mạnh và cái cơ thể tuyệt vời nhất. Vừa tiến hóa, tôi đã nhảy khỏi mặt nước để quay trở lại cái vùng biển ngày xưa. Có cá mập chết tiệt đã dám giết tôi để hòng báo thù. Wow, cơ thể của tôi bây giờ đã chính thức là một con cá sấu rồi các bạn à. Nhưng mà kích cỡ rất là to. Và tôi vẫn là một con cá sấu BD chứ không phải là một con cá sấu cái hoàn toàn. Thiệt là buồn quá đi. Nhưng mà tôi phải trở thành chúa tể tại cái vùng nước này. Tôi cũng nhanh chóng quay trở lại nơi mà con cá mập trước đây từng giết tôi để báo thù nó. Tôi phải mạnh mẽ và trở thành vua đầm lầy ở đây. Rồi sau đó bắt những con cá đực khác yêu tôi, không cho bọn chúng yêu cá cái nữa. Lúc đó thì tôi sẽ rất là hạnh phúc. Thế rồi công cuộc của tôi cũng chính thức bắt đầu. Tuy nhiên khi quay lại chốn xưa thì nơi này đã thay đổi đi rất là nhiều. Lúc này xuất hiện những sinh vật khác vô cùng lạ lùng. Đó chính là loài rồng nước màu xanh các bạn à. Tôi không hiểu tại sao bọn chúng lại xuất hiện ở đây nữa. Chỉ đột nhiên tôi đã nhìn thấy con cá mập độc ác ngày xưa. Bây giờ nó trở nên rất lớn hơn. Nhưng mà không sao, cơ thể của tôi cũng phát triển không phải dạng vừa. Đặc biệt là cái hàm răng cá sống của tôi cực kỳ khỏe. Đến lúc rồi tôi sẽ tới đối đầu với nó. Nhưng mà có vẻ như con cá mập đó nó không hề già và yếu đi tí nào. Nó liên tục cạp vào người của tôi. Ôi trời đất ơi, đau đớn quá à. Thì trong lúc này vô tình một con rồng đã đi lạc vào đây. Thế là nó cũng đã đánh lạc hướng được con cá mập khổng lồ kia. Chớp lấy cơ hội, tôi cũng nhanh chóng giãy dụa và thoát ra khỏi hàm răng của con cá mập đó. Và tôi cũng quay lại cắn chí mạng vào cái bộ phận nòi giống của con cá mập chết tiệt đó. Nó đào quá, nó đã quất một phát, tôi văng tít lên trên trời và rơi xuống nước. Và hình như tôi cảm thấy được con cá mập đó nó đào đến tận thốn xương. Thế rồi nó cũng đã ngã gục xuống. Tôi cũng nhanh chóng quay trở lại chỗ của con cá mập đó để xé thịt nó thành trăm mảnh. Cuối cùng công cuộc trả thù của tôi đã thành công. Tôi sẽ trở thành sinh vật dữ tợn và mạnh nhất.
tại cái khu nước sâu thẳm này. Và tôi sẽ chính thức đặt nền móng, trở thành một nữ chúa, à quên, một bê đê chúa, và ép tất cả những con cá đực khác phải lấy tôi làm vợ. Được rồi, có vẻ như nội dung giải trí của chúng ta đến đây là kết thúc. Các bạn thấy như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và chúc mừng năm mới.